sống. Năm nhiều mà. Chiều 7 tháng 11 năm 2020, Công an quận Bình Tân đã bắt giữ Nguyễn Thế Duy, 17 tuổi, quê ở tỉnh Kiên Giang, và Nguyễn Minh Tấn, hay còn gọi là Khánh Lộc, 24 tuổi, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Duy và Tấn là thành viên trong nhóm người dùng hung khí truy sát anh Lâm Huỳnh Tuấn, 30 tuổi, ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, gây xôn xao dư luận. Công an cũng đang truy xét những người liên quan còn lại. Trước đây do có mâu thuẫn nên anh của Duy bị Lâm Huỳnh Tuấn đánh. Người này sau đó kể lại việc mình bị đánh cho Duy và Tấn nghe. Nghe xong chuyện, cả hai bực tức. Rạng sáng sau tháng 11 năm 2020, Tấn và Duy cùng một người bạn mang theo hung khí tìm tới nhà anh Tuấn ở con hẻm đường Đỗ Năng Tế, phường An Lạc A, quận Bình Tân. Lúc này anh Tuấn đang ngồi bấm điện thoại trước cửa nhà thì bị nhóm Tấn và Duy dùng hung khí cây ba chỉa tấn công. Quá hoảng sợ, anh Tuấn bỏ chạy vào một nhà dân lẩn trốn. Sau khi nhóm này rời đi, anh Tuấn bị thương cũng được đưa đi cấp cứu. Trên đường đi, nhóm Tấn và Duy tiếp tục gặp một người bạn khác. Hai nhóm này lại rủ nhau tiếp tục kéo tới nhà anh Tuấn. Do không gặp Tuấn, nhóm này đập phá đồ đạc trong nhà rồi lên xe rời đi. Nhận tin báo, Công an quận Bình Tân đã có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để truy xét. Qua trích xuất camera, công an bắt giữ được Tấn và Duy, những người còn lại đang bỏ trốn. Được biết, Nguyễn Minh Tấn có một tiền án vừa mới ra tù được 7 tháng và sống lang thang, không nơi cư trú cố định.